Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em mời mọi người cùng ngắm hoa kiếm đi. Đây là chậu kiếm xanh Huế ạ. Thì em đã cắt bỏ cái phần bớt phần này để nó dưỡng cây. Đây ạ. Bên đây thì nó cũng đang tiếp tục ra. Cây kiếm xanh Huế bên kia thì ra rất là đẹp rồi nhưng mà chưa có nở. Cái này chắc 2-3 ngày nữa nó sẽ nở cô chú anh chị ạ. Bên đây thì mới nở xong. Dạ, còn đây là chậu kiếm rừng. Em mua hàng kg, em đã trồng được 3 năm rồi. Hoa rất là đẹp luôn cả nhà. Đem vô đây để ngắm hoa nhưng mà cái dây kia cột lên nó hơi xấu tại vì cái lá nó rã ra dữ quá, em chỉ đem vô ngắm mấy hôm thôi. Rất là đẹp ha. Mời mọi người cùng ngắm này, đã nở được một tuần rồi đấy ạ. Bây giờ mình sang bên kia mình ngắm cái chậu khác nha cô chú anh chị. Cái chỗ này hơi ngược sáng một xíu. Nó cũng rất là dài. Cái chuỗi hoa của nó cũng rất là dài luôn ạ. Hoa này thì không sáng bằng cái hoa bên kia, nhưng cây bên này mới được có một mới được có một cành hoa thôi cô chú anh chị. Dạ, đây là chậu khác, cũng là chậu kiếm rừng. Và em trồng vô cái chậu nhựa này cũng rất là hay. Đây ạ, nó cũng nở hoa. Tất cả những cái chậu lan kiếm nhà em năm nay đều nở hoa nha. Đều nở hoa cùng một đợt luôn ạ. Chăm sóc thì em đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Em không có kích hoa nha mọi người. Hoa hoàn toàn tự nhiên, mùa này là mùa lan kiếm mà. Đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Chúc mọi người ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và an nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại.